Chuyện tình cảm giữa ca sĩ Chi Dân và diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc vẫn là một dấu hỏi châm lớn với người hâm mộ, bởi cả hai khá kín tiếng trong chuyện cá nhân nhưng mà thỉnh thoảng vẫn bị bắt gặp trong những khoảnh khắc tình tứ bên nhau. Mới đây nhất là cặp đôi tiếp tục bị bắt gặp tại siêu thị cùng nhau và có thái độ rất đáng chú ý. Lan Ngọc diện áo sơ mi trắng kết hợp cùng với váy jean trẻ trung, đi cạnh cô người yêu tin đồn Chi Dân mặc áo phông đen, quần kaki, cặp sao đeo khẩu trang che kín mặt và nhanh chóng mua sắm rời khỏi siêu thị để tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, nhận ra khá nhiều người chú ý đến mình, Lan Ngọc và Chi Dân mua sắm nhanh, sau đó rời khỏi để tránh bị bàn tán. Trước đó không lâu, cả hai bị dân mạng soi bằng chứng hẹn hò vì cùng có một chú cún giống nhau. Mối quan hệ của cặp đôi còn tiếp tục được mang ra bàn tán chỉ vì một cuộc trò chuyện rất thân thiết giữa Chi Dân và chị gái của Ninh Dương Lan Ngọc. Theo đó, Chi Dân gọi chị gái Lan Ngọc là chị hai đầy thân mật. Mối quan hệ thật sự của cả hai là như thế nào thì đến bây giờ vẫn khiến nhiều người thắc mắc, phải chờ chính chủ lên tiếng thì mới biết được. Còn bây giờ thì các fan cứ ngồi đoán già đoán non thôi.